Rồi ok anh em nhá, vẫn tiếp tục là vì cái một tháng ra clip thì mình sẽ tiếp tục trong suốt với Sướng có những cái ưu đãi gì cho tất cả các bạn khán giả nhá. Đầu tiên thì đơn giản thôi, các bạn sẽ lập một cái nick để các bạn đăng nhập vào. Thì khi đăng nhập vào thì các bạn sẽ như nào ạ? Sẽ có một cái nhận quà khai trương này các bạn nhá. Click để nhận quà và cái này ngay nào cũng nhận được. Và cái lần đầu tiên ấy thì nó sẽ dao động từ 1 quân huy đến 200 mấy chục quân huy ấy. Thì sẽ nói đây là hoàn toàn miễn phí nhá. Các bạn chỉ cần vào lập nick, các bạn vào nhấp vào phần quà này, các bạn này nhấp này, mình nhấp này. Đây. Chúc mừng bạn nhận được 236 quân huy của Mơ Sướng này. Ngày mai bạn quay lại shop để tiếp tục nhận quà nhá. Chúc bạn sẽ nhận được. Rồi ok. Rồi ok, khi tất cả các bạn đã có quân huy rồi, các bạn bấm rút thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần này. Đấy, nhấp vào phần này có ID này. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần rút vật phẩm các bạn nhá. Đấy, nhấp vào đây. Khi nó sẽ hiện ra cái giao diện là rút kim cương và quân huy thì mình sẽ nhấp vào rút quân huy. Đấy, có 236 quân huy mình vừa rút đấy. Thì có từng cái gọi rút một các bạn nhá. Đó là 1 là 105 quân huy, 2 là 210 quân huy, 3 là 425 quân huy và 4 là 1070 quân huy. Và xin chúc các bạn may mắn để các bạn rút trúng quân huy và mình sẽ nạp vào tài khoản các bạn nhé, nhập tài khoản game và mật khẩu như này này. Cái này là hoàn toàn miễn phí các bạn nhé, hoàn toàn miễn phí dành tặng cho tất cả các bạn. Cho nên các bạn khán giả nào có nick rồi thì có thể vào đấy nhập và hên xui các bạn được 236 quân huy thì nhập rút luôn đấy. Rồi chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nha. Hello, hello, xin chào tất cả các bạn, bắt chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip để đánh giá về vị tướng Zephyr này các bạn nhé, ở phiên bản mua mới này. Thì Zephyr, mình sẽ nói thẳng ra những cái vấn đề mà chúng ta sẽ khi chơi Zephyr chúng ta sẽ cân nhắc. Zephyr là một vị tướng, nó sẽ một điểm trừ đầu tiên của mình đó chính là về cái giai đoạn farm rừng. Zephyr là một vị tướng nó farm rừng khá yếu và thực sự là farm một trong những top các vị tướng farm chậm khi đi rừng các bạn nhé. Và điểm trừ tiếp theo của Zephyr đó chính là nó phụ thuộc khá nhiều vào năng lượng. Tất cả các chiêu thức của Zephyr đều phụ thuộc vào năng lượng và mỗi chiêu thức của Zephyr đều ngốn rất nhiều năng lượng các bạn nhé. Chẳng hạn các bạn chỉ dùng combo 1-2 mà phát ra ngốn 1/3 năng lượng đó, bắt buộc phải có búa xanh. Đấy là một vị tướng phụ thuộc, đã là phụ thuộc thì sẽ phải bị điểm trừ các bạn nhé. Đấy, và cái tiếp theo đó chính là chiêu thức của Zephyr nếu muốn tối ưu hóa hoặc là lượng sát thương to nhất thì bắt buộc sẽ phải phụ thuộc vào chiêu 3 của Zephyr. Tại vì sao là như vậy? Vì khi mỗi lần Zephyr công kích trúng chiêu 3 thì đòn đánh mỗi chiêu 1 chiêu 2 thì sẽ được cộng thêm sát thương phép các bạn nhé. Đấy là ba điểm trừ của Zephyr. Còn Zephyr sinh ra trong một trận đấu thì nó sẽ như thế nào? Điểm cộng của nó rất nhiều, đó chính là đối đầu với tất cả các loài vị tướng đi rừng từ late game đến mảnh đầu game, có thể đối đầu được Vanguard, có thể đối đầu với các vị tướng mảnh ở giai đoạn đầu game. Cho nên rằng đây là một điểm cộng rất tốt với Zephyr, giúp cho tất cả các bạn chơi đối đầu với tất cả các vị tướng. Và đặc biệt tiếp theo, khi tất cả các bạn đang bị bí không biết sử dụng vị tướng nào để combat giao tranh tốt, để ăn những mục tiêu đầu tốt, thì Zephyr giải cho tất cả các bạn bài toán đấy. Rồi, đây là pha gánh đầu tiên của mình các bạn nhé. Combo Zephyr sẽ là lướt chiêu 1 và kích hoạt chiêu 3 này sẽ trúng này, phải thật cẩn thận đấy. Chiêu 3 mà xịt là coi như là không còn sát thương luôn. Cho nên là những cái điểm trừ của Lao thì sẽ có những cái điểm trừ để mình có thể là tối ưu hóa được cái điểm trừ đấy để trở thành điểm cộng. Chẳng hạn như mình nói quá phụ thuộc vào chiêu 3 là mình sẽ cho điểm trừ, bởi vì cái này là về cái kỹ năng định hướng đấy. Cho nên Lao sẽ không cộng cho nó điểm đấy. Cho nên là các bạn phải cân nhắc là chiêu 3 phải thật là cẩn thận và chậm để các bạn sử dụng tối ưu hóa sát thương nhá. Rồi, điểm cộng tiếp theo của Zephyr các bạn nhá, là có thể đánh combat ở đâu dừa game rất là tốt, và đặc biệt rằng combat tổng cũng khá ok ở đâu game và combat nhỏ lẻ cũng rất là tuyệt vời. Cho nên rằng để đánh giá một vị tướng này thì mình sẽ cho nhìn hơn vị tướng Tulen với đồ thông dụng, đó là 7-10 các bạn nhé, sẽ đạt 7-10. Cho nên đây là một vị tướng mình sẽ khuyến khích tất cả các bạn chơi vị tướng Zephyr này. Và đặc biệt rằng nó chỉ bị hạn chế một cái, đó là phán thôi. Cái điểm trừ này, điểm trừ rất là nhiều các bạn nhé. Đặc biệt tiếp theo, điểm cộng đó là Zephyr rất là trâu. Khi tất cả các bạn máu các bạn càng thấp thì các bạn sẽ được càng trâu chó các bạn nhé. Đấy là cái điểm mà nhiều khi các bạn đánh những Zephyr có một tí máu thôi mà cứ đánh mài không chết. Đó là lý do là cái điểm cộng của Zephyr các bạn nhé. Rồi,
Còn cách chơi của Zenfit như nào? Như các bạn đã thấy, Zenfit game mình farm lên level 4 và mình đảo xuống đường rồng, có mắt đường rồng. Và các bạn đứng nhiên rồi. Đây, Alistair chưa một combo chưa ba. Đấy là cái combo thì các bạn nhé, 13 phút 30 giây thôi, một combo 9% của một cái thông pháp sư thì ai chơi cho lại. Mình sẽ cho các bạn thấy đẳng cấp của Zenfit nó trâu như thế nào này. Đấy rồi, đây ở dưới Zuka này, Vedet mình cần hai các bạn xem nhá. Các bạn tập trung xem này, đấy rồi. Xuân đã về, càng thấp máu tao càng trâu. Cái gì? Ôi dồi ôi, sao lại chết cái phá để hạt trời. Ok các bạn nhá. 6 đến 10 thôi các bạn ạ. Trừ một điểm do căng lao ảo tưởng sức mạnh. Do mình tự tin vào cái nội tài của thằng Zenfit, quả chân đâm ra một cái gì đầy đó là nó kiểu là ấy. Thôi không sao các bạn, tiếp tục này, combo. Đấy. Cách combo Zenfit đó chính là chúng ta lướt chữa 1 và dùng chữa 3. Và cách tại sao nhiều người lại thắc mắc lại phải dùng cái combo để làm gì? Thì mình sẽ nói thẳng luôn, các bạn làm thế nào đi chăng nữa mình không cần biết. Điểm sao các bạn sẽ có một cái khoảng chữa 1 là để lao có một cái khoảng cách gần với đối phương để dùng chữa 3 thật chuẩn xác thôi. Thì các bạn chữa 1 dùng như nào trước hay sau cũng được, miễn chữa 3 phải đúng. Đấy. Cho nên cái bộ combo của lao hiện tại để cho dễ nhất đó là chữa 1 lao lên và dùng kích hoạt chữa 3 thật trúng các bạn nhá. Cái thằng Zuka này tẩu sắp chết luôn, cái thằng vớ vẩn này. 1-1 thì chả sợ bố có thằng nào, kể cả thằng Vedet các bạn nhá. 1-1 thì sợ gì thằng nào các bạn. Đấy. Cho nên Zenfit mình rất là khuyến khích cho tất cả các bạn chơi Zenfit, bởi vì hầu như tất cả các mục tiêu thì mình đều Zenfit đều thể làm tốt ở cái vai trò đấy. Nhưng có một điểm trừ tiếp theo đó các bạn nhé, đó chính là khi từ cái thằng xạ thủ này các bạn, đấy dính chưa ba phát cái gì đấy, đấy các bạn, hai thằng zone không mất máu nhá, thậm chí cần hai luôn, đấy trâu chưa, đấy phút thứ 7 game mà hai thằng zone đám không bao giờ bị gì. Có một cái điểm trừ tiếp theo này, đó chính là Zenfit càng về late game thì cái đồ trâu chó và sức mạnh nó bị giảm nhé. Các bạn hãy nghĩ đơn giản như thế này, các vị tướng nào yếu đâu game thì càng về late game càng mạnh. Đặc biệt các vị tướng nó càng mạnh ở giai đoạn game thì theo thời gian nó sẽ yếu dần. Đấy, ví dụ đầu game Zenfit nhá, nó sẽ đi lên từ cái đỉnh này, ví dụ như là đi lên từ cái đỉnh ở giữa game là nó sẽ đạt cái đỉnh, sẽ đạt cái đỉnh ngưỡng sức mạnh to nhất của nó về đồ chống chịu và đồ sát thương. Bởi vì sao? Bởi vì ở giai đoạn ở giữa game thì khi team địch chưa có đồ nhiều, đấy đó là cái thời điểm mà Zenfit trâu trò nhất. Khi từ cái đỉnh này giữa game trừ về dần late game thì những vị tướng nào mạnh ở đâu và giữa game càng mạnh bao nhiêu thì về late game càng yếu bấy nhiêu. Đấy các bạn thấy chưa, hãy nghĩ đơn giản cho mình cái vấn đề này nhá, chứ các bạn đừng có đòi hỏi từ cái phá này mình phá người ta sao. Ôi dồi cái gì trời, ôi dồi không kịp làm gì anh giáo à, khổ thế cơ chứ. Đấy, cho nên các bạn đừng có thắc mắc là anh đòi hỏi một vị tướng mà mạnh từ đâu rửa và lết game, các bạn ấy không có đâu, không có. Tất cả liên quân đây này là các vị tướng đều cân bằng hết các bạn nhé, đều cân bằng. Cho nên các bạn hãy yên tâm về điều đấy. Nhưng mà thực sự người ta sẽ thiên về các vị tướng như Zenfit nhiều hơn, bởi vì các trận đấu liên quân nó diễn ra tầm 70% là tầm phút 15 đổ về là xong một trận đấu rồi. Rất ít những trận đấu hoặc là đánh trận đấu thì người ta biết cách người ta farm, biết cách người ta giữ thế trận thì có thể kéo được lết game. Thì có thể các vị tướng nết game có thể xuất hiện được những cái rank cao. Còn các bạn cứ vác gió như mình hoặc là vác các vị tướng đu ở đâu game ấy, thì thật đánh nhau giáo cánh như này, ôi bật cái khiến vắt chim cút. Đấy. Cho nên là những cái rank tâm cao thủ chiến tướng thì Zenfit nó rất là phù hợp. Và thậm chí trong các cái giải đấu chuyên nghiệp người ta cũng sử dụng Zenfit nhiều. Đấy. Đó là lý do tại sao lao là cho Zenfit 7-10 rất là thông dụng và khuyến khích anh em cầm Zenfit này. Build và bằng ngọc thì mình đã để ở đâu clip và mình không có giải thích nhiều về cái phần đấy, và mình chỉ nói những cái điểm trừ và những điểm cộng để cho tất cả các bạn biết. Và trong những cái điểm trừ đấy, ngoài những cái điểm trừ cố định ra thì sẽ có những cái điểm trừ về cái kỹ năng định hướng như chưa ba. Mình cho nó là một điểm trừ thì các bạn có thể khắc phục được là các bạn sẽ phải dùng trúng chưa ba thì cái điểm trừ để sẽ trở thành điểm cộng. Đấy các bạn nhá. Rồi, các bạn thì đơn giản thôi. Đầu game mình farm lên level 4.
đi gánh đường rồng một phát, ăn con rồng đầu tiên, xong bắt đầu ca xa nhỏ, dần dần ôm tất cả các mục tiêu của trận đấu và sẽ có thế trận sân bốn. Và khi có thế trận sân bốn thì mình sẽ cố gắng ba team của mình càng lao càng bước đến bắt lẻ và sẽ có một trận đấu ở dưới phút 15 các bạn nhé. Đấy, hy vọng là vậy. Đấy, về late game không phải là không chơi được, nhưng cái tỷ lệ thắng sẽ bị sụt giảm thôi. Đấy, nhưng phần trăm sẽ vẫn con win là ngon nếu các bạn có một thể trận snowboard. Đây, cố gắng ăn mục tiêu này, ăn con rồng này ngon này. Cho mình cho bay vào đấy. Đấy, bay vào chúng tôi này ngon. Thôi chim cút đấy. Mục tiêu như vậy là ok rồi. Thì từ giờ đi thì các clip của mình sẽ có những cái phân tích cái điểm mạnh điểm yếu của vị tướng để cho tất cả các bạn tham khảo được rằng vị tướng này phù hợp với tất cả các bạn hay không, điểm yếu như nào các bạn khắc phục được hay không, hoặc là do cái vị tướng này nó khó quá không thể chơi được thì các bạn sẽ chơi các vị tướng khác, hoặc nếu phù hợp với các bạn thì cũng sẽ có tận dụng nó những cái điểm yếu điểm mạnh đấy. Thì đây là một cái CV mới ra thôi, cho nên mình sẽ dần hoàn thiện và hy vọng tất cả các bạn hãy comment ở phía dưới nếu mình có đưa ra những cái nhận xét thiếu nào, thì để cho mình có thêm những cái kinh nghiệm. Đấy, chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm ở trên kênh này. Thì clip đến đây kết thúc rồi, và hẹn gặp tất cả các bạn ở clip sau. Và tất cả các bạn hãy mãi yêu, bye bye.